Hello các em. Mạng hôm nay đâu lắm? Mạng mày đâu lắm? Vẫn đâu lắm. Mạng nó mới lên được rồi. Chúng ta đợi cô một tí nha. Hôm nay nó vẫn hơi đâu. Đây à? Hôm nay thì chúng ta sẽ không live về từ vựng, không live về ngữ pháp nữa, mà chúng ta sẽ live về phần từ vựng nhé, sự kết hợp từ. Đấy, đi thi thì nó sẽ có khoảng hai câu liên quan đến sự kết hợp từ. Sự kết hợp từ thì có thể bao gồm cả idioms nữa, thế nhưng mà ngoại trừ thành ngữ ra thì nói chung là có sẽ có khoảng hai câu. Thì cái phần này thì cái phần chúng ta cũng sẽ phải ôn kỹ. Nào bây giờ dành thời gian để chào các em đã nha. Thanh Huyền này, Ý Như, Trương Hùng, Bảo Trâm, Thanh Sơn, Phương Hoài, Nguyễn Hiếu, Ý Như, Rin Trần, Thu Huế, Hoàng Thu Huế này. Ồ, Hoàng Thu Huế, nghe cái nick hơi lạ lạ nhưng mà lại là top fan đây này. Nguyễn Trúc Lam, Hồng Thủy, Ngọc Lương, Đoàn Nhật Cường, Phương Hoài, Huyền, Đào Huyền. Hôm nay nó không lag, hôm nay cô vẫn thấy nó hơi hơi lag kiểu gì. Ok, Donna này, Hường này, Như Nguyễn, Phương Thành, Huỳnh Quý, Phạm Thanh Sơn, Huy Võ, Nguyễn Trần Ngọc Trúc, Huỳnh Quý. Nghe tới chữ đâu là mệt mệt. Nguyễn Thị Hường chào em. Dương Ngọc Phạm này, Nguyễn Đạo Thanh Thúy này, đấy, Nguyễn Ngọc Anh, ok. Rồi Trần Đào Mai Hoa chào em, Bùi Đức Hương. Rồi, đấy, Thủy Linh, Trần Khánh Linh chào các em. Chúng ta nhớ share về để lưu lại nhé, và cũng chắc bạn mình vào để học cùng nữa cho nó vui, để chúng ta cùng tiếp thu thêm các kiến thức mới nữa. Phan Cường số 1 chưa được chào cô. Nguyễn Hiếu, ok rồi. Thanh Hằng, Thủy Linh, rồi. Đấy. Rồi, Nguyễn Đạo, Thanh Thúy rồi. Đấy thì đấy, hôm nay sợ cũng hơi hơi bị đơ đấy các em ạ. Sợ hôm nay nó cũng có thể bị đơ đấy. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sao em vào xem rồi mà không được nhỉ? Các bạn vẫn được đấy, nhưng mà cô sợ hôm nay có thể là vẫn hơi bị đau đấy. Không hiểu tại sao mạng dạo này nó tệ hại, nó tệ, nó kiểu chán. Em mới được top fan hôm nay à? Phạm Thạch này. Rồi. Đấy, hôm nay nói chung là mạng vẫn hơi hơi bị đau kiểu gì ấy. Nó vẫn quay quay đấy. Nó vẫn có thể quay quay đấy. Sợ là hôm nay cũng có khả năng bị đau. Nhưng mà thôi, chúng ta cố gắng nhá. Hôm trước bị lag xong rồi, sau hôm bị lag thì bị treo đúng không? Chán, chán, chán không thể đâu cho hết. Nguyễn Chi chào em. Không Zoom là cô nghe giọng em cô mất ngủ luôn. Hôm nào mình sẽ giao lưu qua Zoom nhá. Hôm nào mình sẽ giao lưu qua Zoom thì cứ đến tối là nó lag. Chắc là đợt này kiểu mọi người học nhiều ấy. Cho nên nó cứ lag hết cả lên ấy. Chán, chán lắm. Thôi rồi, hôm nay thì nhanh nhá, 25 câu ôn tập về sự kết hợp từ. Trong đây thì sẽ có rất nhiều câu mà có thể đi thi bọn em sẽ gặp phải. Đấy, có rất nhiều câu mà đi thi có thể sẽ gặp phải, và có những câu mà trong đề thi đại học cũng đã từng có rồi. Đấy, có những câu trong đề thi đại học có rồi. Và có những câu thì có thể mình đi thi là mình sẽ gặp phải. Những cái kỳ thi tiếp theo. Lưu Hương tạ chào em tưởng live Zoom thì hôm nay thì bởi vì là cô test live ở trên page, tự nhiên thấy được, thế là live thử trên page xem thế nào. Lúc nào mới được top fan đây, chịu khó phải comment nhiều thì nó sẽ được top fan. Ok. Rồi mạng lag lắm, cô thấy mạng lag lắm. Vẫn kiểu nó cứ quay quay của gì, dạo này mạng nó không được khỏe. Tạ An sẽ có live ở trong Zoom nữa nhá, sẽ có học ở trong Zoom thì thực ra Zoom thì nếu mà 100 bạn cô sợ nó cũng bị lag kinh lắm đấy, vì cô dạy ít hơn mà nó vẫn lag kinh khủng luôn đấy, sợ ở trong Zoom nó cũng lag. Thế cho nên không biết nào một lần, không biết thế nào một lần. Ok rồi, chúng ta chuẩn bị nhá, chuẩn bị bắt đầu nhá. Nói chung là nó lag lắm, nó lag dã man luôn ấy. Cô còn đang không refresh được để đọc comment đây. Đợi một tí nhá, đợi một tí để cho nó hiện ra đã. Nó lắc dã man luôn ấy. Chán lắm. Thôi rồi, cô sẽ lấy thử điện thoại di động đi xem.
Đây rồi. Lấy điện thoại di động ra xem. Ok rồi. Chiến nào cô ơi, Huỳnh Quý. Rồi, chuẩn bị bắt đầu luôn nhá. Bảo Bảo này, Phương Thành này. Đấy, thì cô nhìn ở trên, cô phải nhìn trên di động. Cô phải nhìn trên di động thì nhìn nó. Cô cho bạn nào cùng họ cô học trong Zoom tôi quá. Như Tạ An là cùng họ cô đấy. Họ Tạ đấy, thất lạc nhau khổ quá. Rồi, chúng ta bắt đầu đi. À, chúng ta bắt đầu đi. Thực ra là cô thấy nó hơi bị lag một tí đấy, đúng không? Chỗ bọn em chắc là nhìn nó sẽ hơi bị mờ mờ, đúng không? Có phải không? Nó sẽ nhìn nó kiểu hơi bị mờ mờ kiểu gì. Ôi, đợi một tí. Cái máy này nó lại bị đơ đơ, nó bị... Đợi cô điều chỉnh lại cái camera nhá. Camera nó hơi bị lệch. Đấy. Nhìn nó không hết chữ. Rồi, không hết chữ thì bây giờ nhìn sẽ thấy hết chữ. Nhưng mà nhìn nó vẫn hơi bị mờ mờ, đúng không các em? Nhìn nó hơi bị mờ mờ, đúng không? Chúng ta còn nhìn thấy rõ cái gì không? Nào, câu số 1 nhá. Câu số 1 bắt đầu nhá. In my mid-20s. Có nghĩa là tầm khoảng tầm tuổi đôi mươi đấy, đúng không? Tuổi đôi mươi, tức là tầm khoảng mid ở đây khoảng tầm 24-25 tuổi. Đấy. I joined the staff of a school, of a language school. Là tôi vào làm ở một cái trường ngoại ngữ. Cái trường ngôn ngữ, rõ rồi đây này. Tôi vào làm ở cái trường ngôn ngữ thì the pay wasn't brilliant. Là cái pay ở đây là danh từ nhá. Thì pay ở đây nó là cái khoản cái khoản lương, đúng không? Cái tiền công ấy nó không có xuất sắc lắm. Thế nhưng mà tôi có thể như thế nào đấy. Rồi Minh Hiền. Ok rồi cô, rồi nét Full HD. Rồi bây giờ thấy có vẻ nét rồi đấy. Bây giờ thấy thì có vẻ nét rồi. Rồi bây giờ đúng là Full HD luôn, chuẩn luôn. Đấy thì câu số 1 này nhá, cô thấy có Trần Ngọc Trúc này, Phan Thắng này 1C, Đặng Ngọc Duyên 1C, rõ. Ok rồi. Thực sự thì cô nhìn ở trên máy nhà cô nhìn nó không rõ lắm đâu. Bây giờ nhìn ở trên cô cũng đang xem ở trên Facebook giống như các em đây thì thấy nó cũng khá là rõ, đúng không? Rồi câu 1 này các bạn chọn C là đúng rồi. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có cái make, đúng không? Kết hợp với cả living. Đấy, make a living có nghĩa là kiếm sống. Đấy, ở đây cũng rất là tôi có thể đủ, gọi là có thể kiếm sống được, make a living. Make a living, đúng không? Đấy, gọi là kiếm sống. Đấy, make, đúng không? Kết hợp với cả living, ở đây chúng ta có từ living đây. Make, được chưa? Sự kết hợp từ. Đấy, Kim Thoa, chào em. Ngọc Lương, rồi 1C, Nguyễn Chi, 2C. Rồi, Đào Nguyên 1C rồi, tốt nhá. Ở đây chúng ta có câu đầu tiên, make a living, kiếm sống. Đấy. Cái lương thì không được tốt cho lắm nhưng mà đủ để kiếm sống, đúng không? Tiếp câu 2, people also need to cái gì đó, the same warnings in mind. Ở đây chúng ta có cái gì đó in mind đây này, chúng ta nhìn thấy không? Cái từ khóa ở đây chính là từ in mind. If they use mobile phones and email, tức là mọi người cần phải warnings ở đây có nghĩa là cái cảnh báo, đúng không? Tức là mọi người cần phải làm sao ghi nhớ cái cảnh báo. Cần phải ghi nhớ nếu như họ sử dụng điện thoại di động và email. Đấy, câu này chúng ta chọn cái gì đây nhỉ? Rồi Nguyễn Chi 2C, bear hoặc là keep something in mind. Rồi, rất tốt Nguyễn Chi, rất tốt luôn. Đấy, ở đây thì một là dùng bear, hai là sẽ là keep, đúng không? Cho phép em không comment, em sẽ ghi đủ từ mới ạ. Tại em mải ghi chép em vẫn theo. Không comment là mất phần cứng đấy Tạ An nhá. Câu số 2 các bạn chọn C là đúng rồi. Đấy nhá, ở đây thì đáp án của chúng ta sẽ là bear, đúng không? Đấy, chúng ta học mấy cái câu này đi, biết đâu ấy trong đề kiểm tra ở trường của mình ấy nó lại xuất hiện mấy cái câu như này nhá. Thì bear này, đúng không? Mình có thể dùng động từ bear hoặc là keep. Đấy. Gọi là ghi nhớ cái gì đó. Đấy. Bear hoặc là keep something in mind. Đấy, hoặc là mình có thể nói là bear này hoặc là keep in mind luôn. Đấy, cộng với cả mệnh đề giáp nhá. Cộng với cả mệnh đề giáp. Đấy, cộng với cả giáp cộng SVO đây. Nên nó có thể có hai cách dùng. Một là chúng ta nói là bear hoặc keep something in mind. Hai là bear hoặc là keep. Cái này là bear nhá. Hoặc là keep in mind that cộng với cả mệnh đề. Tại sao đều có nghĩa là phải ghi nhớ. Đấy, phải ghi nhớ rằng là, đúng không? Đấy, tức là mọi người đều cần phải ghi nhớ những cái cảnh báo giống nhau khi mà họ sử dụng mobile phones hoặc là email. Rồi, được chưa? Như vậy chúng ta có từ bear kết hợp với từ keep. Ôi, vậy được comment thôi. Rồi, tiếp theo câu số 3 nào. Rồi, câu số 3 nhá. Câu số 2 xong nhá. Câu số 3, one should be careful before cái gì đó, two conclusions. Đấy. Thì với câu số 3 này chúng ta có cái từ conclusions ở đây. Đấy, cần two conclusions. Được chưa? Đấy, thì cái gì sẽ đi với cả
two conclusions. Động từ gì? About what the joke implies about the teller. Đấy, thì một người, what ở đây chúng ta dịch là một người. Một người thì nên cẩn thận. Đấy, trước khi, đúng không? Đi đến kết luận. Đấy, trước khi đi đến kết luận về cái ngụ ý của cái câu chuyện cười. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có phương án A là jumping, đúng không? Phương án B là running, phương án C là stepping và hopping. Đấy, câu 3 các bạn chọn gì nhỉ? Rồi câu 3, à câu 2, keep something in mind, hoặc là keep in mind that, nhớ chưa? Mình phải ghi hai cái cấu trúc này ra nhớ nhá. Ghi nhớ. Thế câu số 3 chúng ta có gì đây? Jump, ok. Câu số 3 các bạn chọn A đúng không? Nguyễn Thanh Huyền A này, Phương Hoài A. Ý như moon em off, sao lại off, buồn cười thế. Sao lại off thế, đang xem mà. Rồi câu số 3, rồi các bạn đều chọn phương án là phương án A đúng không? Jumping là chuẩn rồi. Đấy. Thực ra thì cái conclusion này thì nó rất nhiều cái sự kết hợp từ nhá. Ở đây thì nó có giới từ to đúng không? Thế cho nên là mình sẽ dùng cái động từ ở đây sẽ là gì đấy? Jump to conclusion. Đó, jump to conclusion. Gọi là làm sao nhỉ? Gọi là đi đến một cái kết luận nào đấy đó. Jump hoặc là leap to, nhưng mình có thể nói là jump hoặc là leap đều được nhá. Đây này, một là dùng động từ là động từ jump, hai là mình sẽ dùng cái động từ là động từ leap, đấy. L-E-A-P đúng không? Đấy, to, đấy, sau đó là conclusions, có nghĩa là vội vàng đi đến kết luận. Đấy, cái này gọi là vội vàng đi đến kết luận về một cái vấn đề gì đấy. Ờ, ngoài ra conclusion thì nó có thể đi theo kiểu là draw đúng không? Có nhiều bạn nói luôn là draw ấy. Draw a conclusion from something, tức là rút ra được một cái kết luận từ cái việc gì đó. Đấy, thì mình có thể có sự kết hợp từ nó là draw đúng không? Draw a conclusion. Ôi lâu không viết xấu quá. Draw a conclusion from something. Đấy, hoặc là có thể là draw được rất nhiều conclusions. Đấy, mình có thể thêm S vào. Draw a conclusion or draw conclusions from something. À, rút ra được kết luận từ việc gì nhá. Đấy, thì câu này thì nói chung conclusion nó có thể có rất nhiều. Hoặc là mình có thể là arrive at nữa. Đấy, đi đến một cái kết luận nào đấy. Arrive at hoặc là come to. Đấy, the conclusion. Nó có thể có sự kết hợp từ như vậy. Thôi, tóm lại là ghi tạm như thế này nhá. Được chưa? Rồi, câu số 4 nào. American students ranked fourth in those cái gì đó. The geography exam. American students là những cái sinh viên người Mỹ, đúng không? Ranked ở đây có nghĩa là xếp hạng thứ tư trong số những người mà those ở đây là ám chỉ những cái students nhá. Those ở đây ám chỉ cái students, những người mà, đúng không? Đã tham gia vào cái kỳ thi địa lý. Thì ở đây cái động từ gì nó sẽ kết hợp với cả từ exam, đúng không? Đấy, cái sự kết hợp từ ở đây chính là từ exam. Đấy, thì câu này câu 4 các bạn chọn gì đây? Rồi, take hoặc là sit, thường mình hay dùng là sit for an exam. Sit mà sit an exam là sit for an exam. Take. Đợi cô tra lại cái từ sit. Sit thì có sit nhưng mà nó có giới từ for không nhỉ? Đợi cô tra lại một tí nhé. Tra lại từ điển cho chắc ăn. Tra lại từ điển. Có từ điển à? Sit an exam. Ok, động từ sit. Sit không cần dùng for cũng được. Sit an exam. Take an exam là sit an exam. Hoặc là pass hoặc là fail đúng không, kiểu thế. Đấy. Hoặc là có thể là do. Thực ra thì theo theo tiếng Anh ấy, thì người ta vẫn có thể dùng cái từ do đấy, do exams. Ok, rồi như vậy câu số 4 nhá, các bạn chọn phương án B là chuẩn nhất đúng không, take. Đấy, thì mình có thể nói là take an exam đúng không đó, hoặc là mình có thể nói là sit an exam, gọi là tham gia vào một cái kỳ thi nào đấy đúng không. Đấy, ngoài ra thì trong tiếng Anh ý, thì người ta cũng cái sit an exam thực ra là trong tiếng Anh nhá, cái này là trong tiếng Anh người ta dùng nhiều sit an exam hoặc là do exams nói chung thôi. Đấy, hoặc là mình có thể nói là pass đúng không, pass. Đấy, hoặc có thể là fail, đỗ hoặc là trượt, thi trượt đúng không, an exam. Đấy, thì nó có thể có cái sự kết hợp từ như vậy nhé. Hoặc là mình có kỳ thi đầu vào đúng không, entrance exam. Đấy, kỳ thi đầu vào của chúng ta là gì, entrance. Đấy, exam đúng không, university entrance examination đúng không. Examination thì nó là cái viết đầy đủ của exam, được chưa. Rồi tiếp theo này, câu số 5. Jenny spent the past few months cái gì đó research in the library. Ở đây chúng ta có từ research đúng không, research thì nó sẽ đi với cả cái động từ gì đây, là một vài tháng vừa qua thì Jenny đã dành
Jenny đã dành thời gian dành một vài tháng vừa qua để làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, làm nghiên cứu đúng không? Làm cái động từ gì sẽ đi với cả cái từ làm đây. Nào chúng ta comment cho cô xem nào. Nào Đào Nguyên 5B, 5B do research đúng không? Rồi câu này 5B là chuẩn rồi. Đấy, câu này 5B nhá, chúng ta sẽ dùng cái nhớ là không dùng a research nhé, bởi vì bản thân cái từ research nó là một danh từ không đếm được. Đấy, đã là danh từ không đếm được rồi thì mình không dùng mạo từ gì hết nhá. Ở đây mình sẽ dùng là do research. Đấy, có nghĩa là làm nghiên cứu. Nhớ là không dùng a nhá. Không dùng a. Rồi, do research, làm nghiên cứu, được chưa? Rồi, tiếp theo này, câu số 6. There are a number of measures. Đấy, có một vài những cái biện pháp đấy mà có thể gì đó để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ở đây chúng ta có từ measures, đúng không? Measures ở đây nó không có nghĩa là đo đạc đâu, mà có nghĩa là biện pháp. Đấy, thế thì nó sẽ kết hợp với cả cái từ gì đây nhỉ? Nó sẽ kết hợp với cả cái gì đây? Nào, measures, đấy, cái từ measures này chú ý. Đi thi có thể nó sẽ vào đấy. Từ measures này đi thi có thể vào này. Chúng ta chọn cái gì đây nhỉ? Đô Thành 5B, Trần Kim Ngân 5B, Ý Như Moon. Ý Như Moon xin phép off nhưng mà vẫn ở đây, vui quá. Câu số 6 các bạn chọn gì này? Câu 6 nè, comment câu số 6 đi. Có một vài, number ở đây có gọi là có nhiều, number of là có nhiều. Ở number of cũng có thể hiểu là có nhiều ấy, có nhiều biện pháp mà cần phải thực hiện đúng không? Để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thì measures đi về gì đây nè? Đô Thành, Như Nguyễn 6C này, Trần Kim Ngân 6B này. Ở đây thì nó trong bốn cái từ này đúng không? Thì mình chỉ có thể đi với gì thôi? Đăng à? Câu 6 mà chọn đăng là không được rồi, đúng không? Đấy. Mình chọn phương án gì đây nhỉ? Sẽ là phương án B nhá. Ở đây sẽ là take. Đấy nhá. Cô thấy em rồi, Trần Kim Ngân. Ở đây sẽ là phương án B nhá. Take measures. Nhá. Take measures to do something. Có nghĩa là tiến hành các biện pháp để làm gì đó. Đấy, ở đây mình sẽ có động từ take. Đấy, take đi với cả measures. Rồi, tiến hành các biện pháp làm gì? Tiến hành các biện pháp để làm gì? Ok chưa? Xong nhá. Như vậy, take measures to do something. Đấy, để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, take measures. Tiếp theo này, câu 7 đi. A few words at the right time. Một vài lời vào đúng thời điểm, đúng không? Thì có thể sẽ tạo ra sự khác biệt. Ở đây thì nó có cái danh từ là difference. Đấy, thì difference này nó sẽ đi với cả cái gì đây? Câu này cũng khá dễ đúng không? The difference này. Kim Thoa, lâu rồi hôm nay mới thấy cô, vì là mà vừa rồi cô bị treo live, không live được. Đưa ra giải pháp, tiến hành, gọi là tiến hành các giải pháp. Gọi là tiến hành các biện pháp nhá. Gọi là các biện pháp thì nó cũng không gọi là giải pháp. Rồi, câu số 7 nè. Ở đây, Green Trần 7A này. Đấy, Nguyễn Chi 7A này. Đặng Ngọc Duyên 7A. Rồi, các bạn chọn A là đúng rồi, make, đúng không? Make all the difference, có nghĩa là đây, ở đây chúng ta có cả cụm luôn, đi cả cụm luôn. Mình có thể nói là make a difference, hoặc là mình có thể nói là make all the difference nhá. Đấy, make all the difference. Đấy, đúng không? Có nghĩa là tạo ra một cái sự khác biệt. Tạo ra cả một cái sự khác biệt. Đấy, như kiểu này. Tạo ra cả một sự khác biệt. Được chưa? Tức là ý nói là nó sẽ có một cái tác động rất là lớn ấy, kiểu như vậy. Ý nói là sẽ có một cái tác động rất lớn. Cái sự khác biệt ở đây có nghĩa là ám chỉ là một cái tác động rất lớn nhá. Có tác động lớn lên cái gì. Được chưa? Rồi tiếp theo câu số 8 là I'm sorry for cái gì đó, such a fuss about the noise. Cái này cũng đã từng xuất hiện trong đề thi thật rồi. Đấy, cái này nó sẽ đi với cả động từ gì đây. Đây thực ra cũng có thể coi là một cái thành ngữ trong tiếng Anh ấy. Cái này có thể coi là thành ngữ này. Nhưng mà thành ngữ thì nó cũng được coi là kết hợp từ. Đấy. Thế thì câu này chọn gì đây nhỉ? Đúng rồi, tell the difference có nghĩa là phân biệt, tốt. Tạo ra cả một sự khác biệt nhá. Tạo cả một sự khác biệt, nó tạo ra cả một sự khác biệt. Câu số 8, Thu Thảo A, Nguyễn Chi A, Đô Thành A, Phương Thành A. Rồi. Các bạn khác nào? Các bạn khác chọn gì? Cả An 8A rồi. Ở đây thì đúng, ở đây nó là một cái thành ngữ. Đấy, make such a fuss about something, đúng không? Make a fuss hoặc là make such a fuss about something. Đấy, mình có thể ghi cái cơn thức tổng quát. Make
Đấy, a fuss about something. Cái này là thành ngữ xuất hiện trong chương trình giáo sách giáo khoa lớp 11 đấy, chương trình khách cũ ấy. Thế thì cái này nó có nghĩa là gì, đúng không? Nó có nghĩa là kiểu làm ầm ĩ lên vì cái chuyện không đáng có nhá. Cái này như kiểu chuyện bé xé ra to ấy. Cái này như kiểu là làm ầm ĩ đấy lên vì đấy, vì một cái chuyện không đáng có. Ở đây là cái tiếng ồn đúng không? Nó chả có gì đâu, nhưng mà mình cứ kiểu mình thích mình làm ầm ĩ lên. Đấy, như kiểu là chuyện bé xảy ra to. Cái này nó như kiểu là chuyện bé xảy ra to luôn. Làm ầm ĩ lên về một chuyện không đáng kể, hoặc là một cái chuyện không đáng có. Hoặc là một chuyện không đáng có. Đó, được chưa? Làm ầm ĩ lên. Rồi, tiếp theo này, câu số 9. In some countries, ở một vài quốc gia, many old age parents, rất nhiều người như kiểu là già đúng không? Rất nhiều các gọi là các ông bà ấy, đúng không, mà cao tuổi đấy, like to live in a nursing home, đấy. Họ muốn sống ở trong trại dưỡng lão, they want to cái gì đó, independent lives. Ở đây thì cái sự kết hợp từ chính là đi với cả từ lives, đấy, cuộc sống. Đấy thì cái này chọn Tuyển Thanh Nguyễn mất top fan rồi hả, buồn thế. Chịu khó comment, chịu khó like, share thì nó sẽ lại có top fan thôi. Thu Thảo nào, 9D, rồi các bạn khác nào. Đấy, may là mạng hôm nay không đến nỗi quá tệ. Vẫn nhìn thấy không bị kiểu quay tròn như mọi hôm ấy. Nguyễn Chi 9D, Thu Thảo 9D, Nguyễn Thị Lý 9D, Huyền 9D. Ok, câu này đúng rồi, các bạn chọn phương án D là đúng rồi. Đấy, cái đấy sẽ là lead, đúng không? Lead. Đó, khoanh cái này vào cho nó. Ở đây sẽ là make nhá, cho nên câu này là A này, câu 8 cũng là A luôn. Make a fuss about something. Cái này lead, cái còn cái này, đúng không? Lead, gọi là sống một cuộc sống như thế nào đấy. Thường là cái lead này nó hay đi thêm kèm thêm cả tính từ. Lead all cái gì đó cộng tính từ cộng life, tức là sống cuộc sống như thế nào. Lead all này cộng thường nó sẽ cộng với cả một tính từ nhá. Đấy, sau đó nó cộng với cả cái danh từ là life, đúng không? Tức là sống cuộc sống như thế nào. Ví dụ như là sống cuộc sống đơn giản, lead a simple life. Đấy, sống cuộc sống như thế nào. Đấy, thường là nó sẽ có một cái tính từ ở đây này nhá. Mess thì nó có nghĩa là gì? Mess có nghĩa là cái sự bừa bộn ấy. Đấy. Hoặc là make a mess cũng có thể hiểu là make a mess là ý nói là gì nhỉ? Gây ra chuyện, như kiểu làm cho mọi thứ nó kiểu xáo trộn lên ý. Thế còn cái này thì nó mang tính chất là làm ầm ĩ, tức là chuyện bé xảy ra to. Nó thực chất là nó cũng khác nhau nhưng nó không giống nhau nhá. Đấy, cái kia là làm mọi thứ nó xáo trộn nên nó đảo lộn hết cả lên. Đấy, gọi là make a mess. Thế nào, câu 10 là be sure to cái gì đó, a real effort to answer all the questions the interviewer asks you. Be sure là hãy đảm bảo. Để ở đây thì nó có cái từ effort, nó có danh từ effort, nó có cái từ effort này nó có nghĩa là nỗ lực, đúng không? Hãy đảm bảo để cái gì đó, một cái nỗ lực thực sự để trả lời tất cả các câu hỏi mà cái người phỏng vấn hỏi bạn. Đấy thì cái từ effort này nó sẽ đi với cả. Rồi câu số vẫn còn một số lỗi. Lỗi gì thì nhớ bảo cô nhé, bởi vì trong quá trình nhập từ vựng ấy thì nó có thể nó sẽ bị sai spelling hoặc là gì đấy. Rồi câu 10 nào, các bạn chọn gì đây? Effort, câu này đi thi rất hay gặp nhá. Đề thi ở trên trường cũng rất hay gặp luôn. Câu 10 này thì đáp án là D là đúng rồi, đúng không? Make an effort to do something, hoặc là make a real effort là có một cái nỗ lực thực sự để làm gì. Đấy, mình có thể học cả cái cụm luôn, make đấy, a real effort. Đấy, sau đó là to do something, tức là nỗ lực thực sự để làm gì, đúng không? Nỗ lực thực sự để làm gì. Đấy, nỗ lực thực sự để làm gì nhá. Make a real effort. Effort, nhớ từ này mình không đọc là effort nhưng sao đọc là effort. E sau đó là phật. Đấy, effort. Đấy, sao? Đấy là câu số 10. Rồi, tiếp theo này, câu số 11. Câu số 11 sẽ là gì đây? Ở đây chúng ta có cái danh từ chính là danh từ advantage. Đấy, advantage. Đấy, thì advantage nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bình thường, có nghĩa là lợi thế, đúng không? Đấy, thì ở đây có phải advantage là lợi thế không? Being helpful is good. Tức là khi mình luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, tỏ ra có ích, đúng không? Thì là một cái điều tốt.
But don't allow others. Nhưng đừng cho phép người khác. Others ở đây mình sẽ dịch là người khác. Đừng cho phép người khác cái gì đó. Advantage of your generosity. Generosity có nghĩa là cái sự hào, gọi là sự rộng rãi, sự rộng lượng của bạn. Thế thì ở đây nó sẽ có cái từ nào đi với cả từ advantage nha. Câu số 11 nào. Chúng ta sẽ chọn cái từ gì đây? Đợi cô một tí để cô refresh lại cái fanpage nha, để đọc cái tin nhắn cho nó nhanh. Cô đang phải đọc tin nhắn ở trên điện thoại di động cho nó nhanh. Ok rồi, móng cô hôm nay kiểu móng này là móng hàng tỷ năm rồi không được đi ra ngoài làm đấy. Phạm Thạch nào, 11B, Nguyễn Trần Ngọc Trúc 11B, Đô Thành B, Đặng Thanh Trúc B, rồi Đinh Ngọc Bảo Hân B. Ok rồi, câu này là gì? Take advantage of đúng không? Gọi là lợi dụng. Đấy. Cái này trong trường hợp này gọi là lợi dụng luôn. Hoặc đôi khi nó có nghĩa là tận dụng. Take advantage of. Đấy. Có thể là somebody hoặc là something nhá. Đấy, tận dụng hoặc là lợi dụng. Tùy từng nghĩa mà chúng ta sẽ dịch nhá. Đấy. Thường là take advantage of somebody có nghĩa là lợi dụng rồi. Đấy, nó có nghĩa là lợi dụng. Nó có nghĩa là lợi dụng hoặc là tận dụng cái gì. Lợi dụng hoặc là tận dụng cái gì. Hoặc là ai, tùy nghĩa nhá. Tùy từng câu mà chúng ta sẽ dịch nhá. Thì cái này nó cũng bằng cả make use of. Đúng rồi, Thủy Linh rất tốt. Đấy. Take advantage of thì nó cũng bằng với cả make use of. Như Moon vẫn thấy đấy, nhưng mà đang vừa giảng ý, vừa viết ý, vừa nhìn comment ý, cho nên là nhiều khi là không có đọc được lên đâu. Nhiều khi là cứ nhìn thấy bạn em comment thôi nhưng mà cô cũng không kịp đọc ý đấy, bởi vì là phải vừa giảng đúng không, vừa nhìn xong rồi vừa viết đấy. Cô là một lúc cô làm ba việc, các em làm hai việc đúng không, các em là comment và viết đấy, còn cô là mồm đúng không, nói. Sau đó thì là phải comment, không phải comment nhưng cô phải nhìn, cô đọc comment, sau đó thì cô lại phải giảng bài, đúng không? Nên cũng phải viết, tóm lại là có 3 việc. Ôi dồi, đánh giá 1 sao cho app là chết cô rồi. Biết là cô tốn bao nhiêu thời gian cô làm cái đấy không? Tiếp là câu số 12, his speech, đấy, câu này là gì đây? His speech này, sau đó là little or no relation to the topic given. Đấy, câu này khó hơn một tí đúng không? Cái từ này nó hơi lạ hơn một tí so với cả những cái từ khác. Thì ở đây chúng ta có cái từ là relation. Đấy, relation thì nó có nghĩa là sự liên quan. Thì ở đây là his speech, có nghĩa là cái phát biểu của ông ta ấy. Có rất ít, little ở đây là rất ít, hoặc là no relation, tức là không có cái sự, có rất ít sự liên quan, hoặc là không có sự liên quan gì đến cái chủ đề mà người ta đang nói đến ở đây. Thì cái này sẽ đi với cả cái gì đây? Câu 12 nào. Ok rồi, rất tốt. Tuyền Thanh Nguyễn này, Nguyễn Chi. Rồi, Đinh Ngọc Bảo Hân, Nguyễn Chi. Rồi, Đào Hiền 12D. Rồi, như vậy câu này các bạn chọn D là rất chuẩn đúng không? Và đây chúng ta sẽ có từ bear. Hay nói cách khác, cái nguyên thể của nó chính là bear đúng không? Đó chính là cái động từ bear. Đấy. Thì ở đây chúng ta có từ bear little hoặc là no relation to. Có thể bear little relation, little hoặc là no relation đấy, to something đúng không? Nhớ là một là mình chọn little hay là no relation đều được nhé. Ở đây có nghĩa là có ít cái sự liên quan hoặc là hầu như không, tức là có ít sự liên quan hoặc là không có sự liên quan gì. Đấy, little có nghĩa là có rất ít sự liên quan, có rất ít hoặc là không có sự liên quan gì. Bản thân cái từ little ấy nó có nghĩa là rất ít rồi. Không có sự liên quan gì đến. Đó, có rất ít hoặc là không có sự liên quan gì đến nhá. Đấy là nghĩa của cái bare, little hoặc là no relation to something. Tiếp theo này, câu số 13. Ở đây chúng ta có danh từ là deal. Deal ở đây là một cái thỏa thuận đấy. Đấy, deal đây là cái thỏa thuận. Nó giống như kiểu là agreement ấy. Đấy, cái từ này nó giống như cái từ agreement ấy. Đấy, thì chết rồi, đơ rồi. Đỡ là đơ rồi.
Đơ 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 đơ. Không đọc được comment rồi. Đấy. Dạo này chán lắm, live lủng. Chả biết là do mạng nhà cô hay là do cái gì nữa. Do mạng nhà mình yếu hay là do cái gì. Hay là dạo này cá mập cắn. Cá mập cắn, cắn cắp. Không không nhìn được comment rồi. Không đọc được comment rồi. Buồn làm sao? Không đọc được comment luôn rồi. Cố gắng lên, câu 13 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có 25 câu. Đấy, không đọc được comment rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Tôi thử xem bằng 4G đi vậy. Xem 4G có xem được cô live không? Đấy, bây giờ lại phải dùng 4G đây. Đâu dã man luôn. Cô đang phải dùng 4G đây. Đang đợi một tí nha. Đợi một tí nha. Ok rồi, như này rồi, chúng ta nhớ comment nhiệt tình lên nhá. Đạt được một thỏa thuận rồi. Nguyễn Chi, em bị mất tóc fan rồi, buồn quá. Nhưng mà cô thấy Tuyển Thanh Nguyễn học tốt đấy, học khá đấy em ạ. US là Mỹ, còn UK là Anh Quốc, đúng rồi. Ở đây là United States, đúng không? Chính là viết đầy đủ của US, đấy là Mỹ. Cô chuyển nhà sang cạnh trụ sở wifi cho chắc. Bây giờ mà chuyển nhà được thì quá là thiên tài. Bây giờ được đi ra đường là một cái vinh dự, đúng không? Em comment nó hiện ra sai phút. Thôi rồi, chúng ta cố gắng lên. Cô vẫn thấy hơi bị mờ đấy. Hơi bị mờ đấy. Thôi cố gắng nhá. Thì ở đây thôi là câu 13. Thì đáp án là A là đúng rồi. Reach, đúng không? Reach a deal có nghĩa là đạt được thỏa thuận. Đấy. Reach a deal that là đạt được một cái thỏa thuận. A deal. Reach a deal that. Cái gì gì đó. Đạt được thỏa thuận rằng. Đạt được một thỏa thuận rằng. Đấy, rằng là mà cái gì đấy nhá. Rồi tiếp theo câu 14 nào. Câu 14 đấy, mạng đơ một cái là các bạn ấy tụt view ngay. Các bạn đi đâu hết rồi đấy. Let me please cái gì đó. My memory before I get down to answering the questions. Hãy để tôi cái gì đó. My memory, đúng không? Memory ở đây nó như kiểu là cái trí nhớ, đúng không? Before I get down, trước khi tôi bắt tay vào. Ở đây chúng ta cũng có một cái cụm động từ nhá. Get down to something. Get down to doing something có nghĩa là bắt tay vào. Bắt tay vào việc trả lời các câu hỏi. Thế thì ở đây chúng ta chọn phương án gì đây nhỉ? Resume này, ease này, awake hay refresh. Đấy, câu này đáp án là gì đây? Cô là idol của em. Cảm ơn các em. Rồi câu 14 đi. Còn Nguyễn Chi. Đấy, các bạn comment câu 14 đi xem đáp án nó là cái gì đây. Câu 14, let me please. Đấy, hãy để tôi cái gì đó. My memory before I get down to answering the questions. Ở đây mình có cái từ my memory, đúng không? Đấy, thì cái động từ gì thì nó sẽ đi với cả cái từ my memory. Câu này cũng là một câu mà đề thi cũng có thể nó sẽ rơi vào đấy nhá. Câu này đáp án là gì đây nhỉ? Câu 14 nè. Nguyễn Chi đây, ước gì được cô gọi tên. Ý như Moon hôm nay được gọi hơi bị nhiều rồi đấy. Cô không đọc được comment của em ạ. Minh Hiền, Minh Hiền hôm nay không thấy nhiều comment đâu. Chắc là nó bị trôi hay bị sao ấy. Hôm nay cô lại thấy bạn Tuyền Thanh Nguyễn này, nhìn thấy rất nhiều luôn. Đấy, Đinh Ngọc Bảo Hân cũng bây giờ mới thấy này. Nhưng Nguyễn này, hôm nay Nguyễn Chi nhìn thấy cực nhiều luôn. Chắc phải mạng độ ấy, mạng mạnh ấy. Kim Thoa. Rồi Đặng Thanh Trúc 14D, đúng rồi, các bạn chọn D là đúng rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta có từ refresh, đúng không? Refresh my memory, tức là như kiểu là nhớ lại cái gì, hãy để tôi nhớ lại. Đấy. Nhớ lại trước khi tôi trả lời những cái câu hỏi này. Đấy. Refresh. Refresh nó cũng có nghĩa là làm tươi mới, đúng không? Thì refresh my memory gọi là nhớ lại cái gì, hoặc là giúp ai đó nhớ lại cái gì. Gọi là cái này nói chung là nhớ lại cái gì nhá. Refresh my memory. Cái này thì có thể đọc là memory hoặc là memory. Đôi khi mình có thể đọc thành hai âm tiết thôi là memory, memory. Đấy, cái này có nghĩa là nhớ lại.
nhớ lại cái gì nhá. Được chưa? Rồi. Đấy, tiếp theo câu 15 nào. Several measures. Đấy, ở đây lại liên quan đến measures, biện pháp. Một vài biện pháp have been proposed. Proposed có nghĩa là đề xuất đúng không? Một vài biện pháp đã được đề xuất để chấm chấm chấm. The problem, vấn đề gì đây? Unemployment là thất nghiệp among university graduates, đúng không? Vấn đề thất nghiệp của, ở đây mình không dùng là among là giữa, mà là của đối tượng nào đây? Chính là các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học đây, university graduates. Đấy là không, thế cho nên nhiều khi mình cứ học đại học ấy, nhưng mà để mà cùng là học một cái trường đại học tốt chẳng hạn, hoặc là học trường đại học tốt chẳng hạn, khi mà chúng ta tốt nghiệp đại học ra thì không phải ai cũng sẽ xin được việc luôn. Đấy, quan trọng là như thế. Thì ở đây có từ problem. Ở đây chúng ta có cái từ problem này. Thì nó sẽ kết hợp với động từ gì đây nhỉ? Rồi bây giờ lại nhìn thấy Đinh Ngọc Bảo Hân rồi. Đấy, Đinh Ngọc Bảo Hân chọn gì? C đúng không? Đúng, các bạn rất tốt. Đấy, ở đây gọi hòa nhưng vẫn ước. Hơi tham lam, tiếng Anh gọi là greedy. Greedy là rất là tham lam luôn đấy. Rồi, Nguyễn Chi, nhưng mà cô rất là kiểu willing, đúng không? To do so. Rồi, câu 15 là Nguyễn Chi. Câu 15 rồi, các bạn chọn C là đúng rồi nhá. Chúng ta có từ này đọc là address, đúng không? Address. Trong Anh Mỹ thì cái tiếng này nó là address. Nó sẽ, trong Anh thì Anh Mỹ nó nhấn hơi khác nhau một tí. Đấy, thì cái này nó là, trong trường hợp này nó là động từ, chứ nó không phải là địa chỉ, đúng không? Mà có nghĩa là giải quyết vấn đề gì? Cụ thể là vấn đề thất nghiệp. Đấy, của các bạn, cử nhân đại học. Rồi như vậy chúng ta có động từ đúng không? Address đi với cả the problem. Đấy, giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì đấy thì chúng ta có thể dùng giới tự of đằng sau. Được chưa? Vấn đề gì đó, cụ thể là vấn đề thất nghiệp. Nhớ tiếp theo này, câu 16. Candidates are advised to dress formally to make a good cái gì đó on job interviewers. Câu này cũng rất dễ. Candidates là các ứng cử viên, are advised là được khuyên, to dress formally tức là cần phải ăn mặc một cách trang trọng, to make a good cái gì đó on job interviewers. Đấy, thì ở đây nó có cái sự kết hợp từ là make a good, đúng không? Rồi sau đó là on. Đấy, thì nó sẽ đi với cả cái gì đây nhỉ? Thực ra câu này nó cũng không hẳn là một câu, câu này nó về từ loại nhiều hơn. Đấy, good ở đây là tính, đúng không? Thì đằng tính từ này. Đấy, thì sau tính từ thì sẽ là một gì? Một danh từ. Đấy, cho nên chúng ta chọn cho cô một danh từ là xong. Kim Nguyễn, rồi em vào muộn. Là cô lúc trước học sư phạm đúng không? Ngày xưa cô học Hanu, cô học khoa tiếng Anh. Sau đó thì cô học thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh. Có nghĩa là cô có học sư phạm, nhưng mà cô học sư phạm ở cấp độ thạc sĩ. Thế còn cái hồi mà cô học mà Hanu là cô học về phiên dịch. Vẫn là tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh phiên dịch nhé. Thế còn về sau này thì cô đi dạy nhiều, mình tích lũy kinh nghiệm, sau đó thì cô đi học một khóa thạc sĩ. Đấy, thì nói chung là muốn dạy tốt, dạy giỏi thì nhiều khi nó cũng một phần nó cũng là tố chất, mấy cả thứ hai nữa là nó do mình mây mò nghiên cứu ấy. Rồi câu 16 các bạn chọn Kim Thoa này, Đặng Thanh Trúc, Đô Thành, Nguyễn Chi. 16C. Đúng rồi, câu này là impression đúng không? Chúng ta có thể dùng động từ là make hoặc có thể sẽ là động từ create nhá. Đấy, make hoặc là create a good impression. Đấy, một cái ấn tượng tốt lên ai thì dùng giới từ on. On somebody đúng không? Cái này cô không ghi nghĩa tiếng Việt nữa nhá. Make hoặc là create a good impression on somebody. Đấy, tạo ấn tượng tốt lên ai. Được chưa nào? Đấy, thì còn impressive ở đây là tính từ, đuôi này là đuôi của tính từ này. À, thế còn impress là động từ này, impressively, đuôi ly là đuôi trạng từ, đúng không? Thì chúng ta có cái đuôi should ở đây, chính là đuôi của danh từ. Tiếp theo câu 17, parents often advise their children to study hard in the hope that they will cái gì đó, success in the future. Câu này thì chúng ta phải tìm một cái động từ gì đấy, nó kết hợp với cả cái danh từ success, đấy, để đạt được thành công. Bố mẹ thì thường khuyên con cái học hành chăm chỉ với hy vọng rằng chúng sẽ đạt được thành công trong tương lai. Câu số 17 chúng ta có từ gather, collect, master và achieve, đạt được. Đấy sẽ là từ gì đây? Minh Hiền, Lê Quang Trung, Nguyễn Chi, Đinh Ngọc Bảo Hân, Thủy Linh. Rồi tên là Thủy Linh nghe cũng hay nhỉ, chứ không phải là Thùy Linh. Lê Thị Hương Quỳnh. Rồi các bạn chọn C đúng không? Em định học sư phạm cấp độ phụ hồ.
Ok, nói chung là làm cái nghề gì nhá, ở đây là cũng không đánh giá nhá, nhưng mà làm nghề gì cũng cần phải cố gắng tốt nhất có thể. Làm phụ hồ cũng được, nhưng mình làm tốt nhất có thể thì mình vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đấy. Có thể là mình không kiếm được nhiều tiền bằng những cái nghề khác, nhưng mà biết đâu đấy mình làm phụ hồ xong rồi mình giỏi, mình lên được kiểu mình làm cai ấy. Làm cai tức là kiểu làm thầu á. Đấy, tức là ban đầu mình có thể chỉ làm phụ hồ thôi, sau đó mình học hỏi, mình có thể lên làm thầu. Thì đi làm thầu cho nhiều dự án thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Đấy, cho nên quan trọng nhất ở đây là mình phải học hỏi liên tục không ngừng để mình lên được cái vị trí, hoặc mình lên được cái kỹ năng, đúng không? Rồi cả những cái kinh nghiệm các thứ nữa. Thì ở đây chúng ta có từ achieve, đúng không? Có nghĩa là đạt được. Đấy, thì nó sẽ kết hợp với cả cái từ success ở đây. Đấy. Cô nhìn thấy comment của em rồi, nhìn thấy nhá, yên tâm nhá. Tiếp theo này, câu số 18. It is hardly possible to cái gì đó, the right decision all the time. Hardly ở đây có nghĩa là khó có thể, như kiểu thế. Khó có thể, đấy. Lúc nào cũng, cái từ all the time này thì nó cũng có thể bằng với cái từ always. Khó có thể lúc nào cũng đưa ra được một cái quyết định đúng đắn. Đấy, cả cái cụm này mình có thể dịch là khó có thể nhá. Possible là có thể, thì cái từ hardly ở đây nó mang cái hàm ý phủ định, đúng không? Thì mình sẽ dịch là khó có thể. Đấy, khó có thể đưa ra là quyết định đúng đắn all the time. Đấy, lúc nào cũng. Đấy, khó có thể lúc nào cũng đưa ra được quyết định đúng đắn. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái động từ gì kết hợp với cả từ decision, đúng không? Quyết định. Đấy. Cô ơi, định hướng cho em làm phụ hồ ạ. Đùa tí mà cô phải lùi luôn. Ơ kìa, ở đây thì cô ý của cô nói là em làm nghề gì cũng vậy thôi. Các em phải lưu ý cho cô là cái thị trường nhân lực ý, thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu. Các em hiểu không? Đấy, chúng ta phải luôn luôn nhớ cái câu này nhá. Hôm nay cô nói nhá, thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu. Thừa là thừa những cái người nó rất là bình thường, đúng không? Thị trường thì cạnh tranh, thế cho nên là người ta sẽ chọn lựa, người ta tìm kiếm những cái nhân tài, những cái yếu tố mà xuất sắc. Thế cho nên là mình học cái gì đấy, mình làm cái gì đấy, mình chọn một cái nghề nào đấy là mình phải xuất sắc trong nghề đấy thì mình mới cạnh tranh được, mình mới có đất để mình cạnh tranh, đấy, kiểu như vậy. Thế cho nên là thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu, hiểu chưa? Luôn luôn thừa mà luôn luôn thiếu. Cái người luôn luôn thiếu nên là thiếu người tài. Thế cho nên là mình học cũng thế thôi. Mình học thì mình phải cố gắng hết sức nhá. Mình làm gì thì làm. Nhưng mà quan trọng nhất là sau này mình chọn được cái ngành nghề phù hợp ấy, thì mình cố gắng. Còn tiếng Anh thì nghề gì cũng cần thôi, đúng không? Chỉ trừ nghề phụ hồ. Trừ khi mình làm phụ hồ xây nhà cho bọn nước ngoài, chuyên xây nhà cho bọn nước ngoài, thì lại phải sang nước ngoài để làm thì mới ăn thua. Còn người nước ngoài ở Việt Nam thì người ta chỉ có mua nhà hoặc người ta thuê nhà thôi. Đấy, thế cho nên là riêng làm phụ hồ mà phải sang nước ngoài. Tạ An tự nhiên là tự ti thế. Có nghĩa là Tạ An cũng là một đứa cũng gọi là cũng giỏi đấy, đúng không? Rồi, câu 18 thôi, quay lại nhá. Make, đúng không? Make, mà mình hay nói là make a decision, đúng không? Thế còn ngoài ra bạn nào thích thì có thể ghi là make the right decision. Tức là khi mà chúng ta học, chúng ta có thể học cả cụm luôn. À, chúng ta học cả cụm này luôn này, make the right decision, có nghĩa là đưa ra là quyết định đúng đắn. Đấy, từ right ở đây có nghĩa là đúng đắn nhá. À, đưa ra quyết định đúng đắn. Thì khi mà mình học thì mình sẽ học cả cụm luôn. Gọi là học theo cụm á, chứ mình đừng học những cái từ riêng lẻ. Thì sau này mình sẽ rất khó sử dụng từ đưa ra quyết định đúng đắn. Lần sau cứ nhìn đấy, lần sau cứ muốn nói cái ý gì là quyết định đúng đắn thì mình nhớ ngay là từ right, đúng không? Nhưng mình không phải nghĩ ra mình dùng cái tính từ gì có nghĩa là đúng đắn nữa. Câu 19, make sure you cái gì đó ask a visit when you are in town again. Hãy đảm bảo là, hãy chắc chắn rằng là bạn sẽ ghé thăm chúng tôi khi mà bạn lại đến thăm chị Trấn. Hát bài đi, hát à? Cô chuẩn bị đặt mua mic rồi đấy, có khi sắp tới hát rồi đấy. Sắp tới là hát được đấy. Cô đặt mua mic rồi à, nhưng mà đợt này thì đặt mua thôi, nhưng mà đợt này dịch ý, chưa mua được, chưa có, người ta chưa trổ đến, cho nên là chưa có để mà hát. Ok, thì cái câu này hôm nào talk show nhá, hôm nào talk show ở trong Zoom nhá. Đây, cái này là ask a visit, đúng không? Đấy, quan trọng là nên chúng ta có từ visit. Thế thì câu 19 nào, các bạn chọn gì đây? Lan Anh xe như Nguyễn, xe Lưu Hường. Lưu Hường đã chọn câu 20 rồi. Câu này thì đáp án sẽ là C, đúng không? Pay. Đấy, mình sẽ nói là pay somebody a visit. Đấy, gọi là
Cái này là dùng trong cái trường hợp khá là trang trọng đấy. Đấy, thì bình thường nó cũng bằng với cả visit somebody thôi. Make sure you visit us hoặc là make sure you pay us a visit như nhau. Đấy, nhưng mà cái này thì mình dùng theo nghĩa nó không trang trọng bằng cái này. Cái này dùng theo nghĩa trang trọng. Hoặc cái này thường dùng theo kiểu ông tổng thống nước Mỹ có chuyến viếng thăm đến Việt Nam chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái cụm từ này. Đấy nhá, tức là nghĩa của nó có thể như nhau, nhưng mà một cái được sử dụng trong trường hợp trang trọng, một cái được sử dụng trong trường hợp không trang trọng. Như kiểu là vợ với cả phu nhân ý, đúng không? Tổng thống và phu nhân sẽ có chuyến đến thăm Việt Nam, chứ không ai nói là tổng thống và vợ cả. Mặc dù vợ với cả phu nhân thì nó đều là một, đúng không? Đấy. Khi mà chúng ta học tiếng Anh ở mức độ cao rồi thì mình lại phải chú trọng đến cái vấn đề là sử dụng từ cho nó phù hợp văn cảnh. Để em qua nhà ông shipper em lấy. Đúng rồi, achieve your goals. Mình cũng có thể nói achieve đến cả từ goals được, đạt được mục tiêu. Rồi, tiếp theo này, câu số 20. Thì bạn chọn goals là đúng rồi, đúng không? Đấy, có thể có rất nhiều bạn chọn goals rồi. Rồi, câu 20 các bạn chọn B này. Nguyễn Thanh Huyền, Bảo Bảo, Thủy Linh, Thu Thảo, Như Nguyễn. Đúng rồi, Đô Thành, 20B. Đúng rồi, câu này đáp án của chúng ta sẽ là achieve, đúng không? Đạt được mục tiêu. Như vậy chúng ta có thể nói là achieve success, đúng không? Đạt được thành công. Hoặc là mình nói là achieve goals. Đấy, gọi là đạt được mục tiêu. Đấy, nhiều mục tiêu thì mình sẽ nói là goals này, đúng không? Đạt được mục tiêu. Thường là mình sẽ có rất nhiều mục tiêu, đúng không? Rồi, invest, bạn cần phải đầu tư nhá, để đạt được mục tiêu. Đấy, ví dụ bạn nào muốn đạt được 8, đúng không? Đấy, 8 trở lên là mình phải đầu tư thời gian rồi. Thì mình phải đầu tư tối đa, đúng không? Cái thời gian, công sức cũng như là gọi là nỗ lực và công sức trong cái việc học của mình. Đấy, invest, đầu tư. In, đầu tư cái gì vào, cái gì dùng giới từ in, ra vào việc học. Tiếp theo câu 21, I caught cái gì đó of a lion lying under the tree and my heart jumped. Đấy, tôi nhìn thấy cái con sư tử nó nằm ở dưới cây. Do đó thì tôi gọi là sợ luôn, đúng không? Tim tôi là gọi là jump, tức là kiểu như là giật mình ấy, kiểu giật mình sợ hãi ấy, kiểu thế. Thế thì ở đây là caught, đúng không? Nó sẽ đi với cả cái gì đây? Câu số 21 nào. Như Nguyễn 21B, Rin Trần 21B. Rồi các bạn tiếp tục đi. Thủy Linh 21B, Tuyền Thanh Nguyễn, Phan Như Tường Vân 21B, Nguyễn Linh 21B, Tú Uyên. Rồi các bạn đều chọn B hết, đúng không? Đúng rồi đấy. Chúng ta có từ sight. Ở đây thì cái nguyên thể của nó là catch. Đấy, mình sẽ nói là catch sight of, đúng không? Of đây là có thể là somebody hoặc là something. Đấy, tức là nhìn thấy. Nhìn thấy ai hoặc là cái gì. Đấy, nhìn thấy ai hoặc là cái gì nhá. Catch, đấy, gọi là catch sight of somebody hoặc là something. Hoặc là mình có thể nói là thoáng nhìn thấy cái gì. Thoáng nhìn thấy. Đây gọi là thoáng nhìn thấy thôi. Đấy, thoáng nhìn tức là nhìn thấy rất là kiểu rất là trong một cái khoảnh khắc nào đấy. Rồi tiếp theo này, câu số 22. Part-time jobs give us the freedom to cái gì đó, our own interest. Là những cái công việc mà bán thời gian thì cho chúng ta cái sự tự do để có thể interest là sở thích, đúng không? Câu này chọn gì đây? Thoáng nhìn thấy ai hoặc là bắt gặp cũng được, gọi là bắt gặp cũng được. Câu 22 nào. Như Nguyễn 22A. Rồi, câu này các bạn chọn là A là đúng rồi nhá. Ở đây thì mình sẽ có cái từ, đây cô dễ gần chân này đấy, caught of. Đấy, thì mình sẽ đi với cả side. Thế còn ở đây chúng ta có từ interest là sở thích. Thì sở thích là phải đi với cả động từ gì? Đúng rồi, Bảo Bảo A, Đào Huyền này, Thu Thảo, Nguyễn Trần Ngọc Trúc, Đô Thành, Thủy Linh. A, pursue, đúng không? Pursue đây có nghĩa là theo đuổi. Hoặc là đeo đuổi. Theo đuổi, đấy, hoặc là đeo đuổi. Ví dụ chúng ta có, mình hay dùng cái danh từ nó, đúng không? Pursuit of happiness, có nghĩa là sự đeo đuổi hạnh phúc đấy. Ở đây thì là pursue our own interest, là theo đuổi cái sở thích của chúng ta. Thế còn chase này có nghĩa là đuổi theo ai đó, đuổi theo con chó chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đuổi theo kẻ trộm chẳng hạn, đó. Thế còn seek, từ này có nghĩa là tìm kiếm, và catch thì mấy cái từ này đều không kết hợp nhé, không kết hợp. Rồi, còn ba câu nữa, cố gắng lên nào.
As the drug took cái gì đó, the patient became unconscious. Đấy, thuốc, khi mà cái thuốc này nó phát huy tác dụng thì cái người bệnh nhân trở nên bất tỉnh, ngất. Đấy, gọi là ngất hoặc là bất tỉnh. Cái từ này unconscious, đấy, gọi là bất tỉnh. Rồi, thì câu này chúng ta sẽ dùng cái danh từ gì đây? Chúng ta có phương án A là effect, phương án B là force, phương án C là influence và phương án D là action. Câu này chọn cái gì đây nhỉ? Cố gắng lên, còn 3 câu nữa. Nguyễn Đức 22A, các bạn chọn 23 đi, comment câu 23 đi nào. Tú Uyên và persuade có nghĩa là persuade thì nó lại có nghĩa là thuyết phục đúng không? Còn đây là pursue, nhá, mình đọc là pursue, được chưa? Gặp câu này tỷ lần đúng không? Tạ An đã gặp câu này tỷ lần, có nghĩa là làm rất nhiều đầy đụng các thứ rồi đấy. Câu này bảo bảo rồi. Như Nguyễn, câu này chọn A là đúng rồi đúng không? Ở đây cái sự kết hợp từ sẽ là động từ took đi với cả cái danh từ là effect, có nghĩa là phát huy tác dụng. Đấy, cái này gọi là phát huy tác dụng. Khi mà thuốc nó phát huy tác dụng đúng không? Thì như kiểu thuốc an thần ý, kiểu vậy, động kinh lên hoặc nó bị điên điên lên gì đấy. Sau nó tiêm một liều thuốc, sau đó thì sau khi mà thuốc phát huy tác dụng cái nó ngất luôn, à, bất tỉnh luôn. Ngất, bất tỉnh hoặc là kiểu ngất ý, hoặc là có thể nhiều ngất luôn, đấy. Tiếp theo này, câu 24 là I accidentally my ex and his girlfriend when I was walking along the street yesterday. Câu này cũng rất dễ, bắt gặp đúng không? Thoáng nhìn thấy. Câu 24 thì dễ rồi. Ở đây chúng ta có mấy cái từ này phải chú ý này. Lost touch with đúng không? Thì cái dạng nguyên thể của nó chính là lose touch with, là mất liên lạc với ai. Đây, cái này là mất liên lạc với ai. Thì còn pay attention to, cái dạng nguyên thể đây, pay attention to, đấy, thì nó có nghĩa là chú ý đến cái gì đúng không? Thế còn cái này keep an eye on có nghĩa là để mắt đến cái gì. Đấy, keep an eye on là để mắt đến cái gì, đến để mắt đến cái gì, hoặc là có thể là ai đấy đúng không, trông chừng này để cho nó không có vấn đề gì xảy ra chẳng hạn. Thế còn cái này catch sight of, câu này nói chung cũng là phương án D đúng không. Đấy, câu này mình đọc mình có thể biết ngay. Đấy, tình cờ hoặc là thoáng nhìn thấy hoặc là bắt gặp. Thực ra bắt gặp thì cũng không phải là đúng lắm đâu, gặp là cả hai cùng gặp nhau, là cùng nhìn thấy nhau. Thế còn mình nhìn thấy họ chứ chắc họ đã nhìn thấy mình đấy. Quan trọng đấy là see somebody nhá, see, mình nhìn thấy thôi. Nó còn dịch là bắt gặp thì nó cũng không đúng lắm, gọi là thoáng nhìn thấy ai đó nhá. Nhìn thấy hoặc là thoáng nhìn thấy ai đó. Còn dịch là bắt gặp thì không đúng lắm. Gặp có nghĩa là thường kiểu hai bên tự nhiên gặp nhau đúng không? Như kiểu là tình cờ gặp nhau á, tức là cả hai bên đều phải nhìn thấy nhau. Còn ở đây là mình nhìn thấy nó, đúng không? Còn chưa chắc nó đã nhìn thấy mình đâu. Em xỉu luôn, không cần thuốc. Ok, accidentally đúng rồi, bằng với cả by chance hoặc là bằng với cả by mistake đều có nghĩa là tình cờ đúng không? Đấy, tình cờ nhá, chúng ta có từ accidentally này. Đấy, nó cũng có thể bằng với cả từ by chance hoặc là by mistake, tình cờ, vô tình. À, đi chưa? Tiếp là câu 25 đi. She made no cái gì đó to her illness but only to her future plans. Đấy, đố các em biết câu này mình điền cái gì. Phương án A là statement này, phương án B là mention này, phương án C là reference và phương án D là comment. Thì ở đây thì mình có cái cấu trúc là made no, sau đó đi với cả to. Đấy, ở đây cụ thể là gì? Cô không dịch trước câu này để xem các bạn thử đoán xem. Câu cuối cùng cũng là một câu khó nhất. Câu này thì cô sẽ không dịch để các bạn tự chọn đáp án xem có làm được không. Rồi, lose touch with là mất liên lạc, đúng không? Đấy. Câu 25 cuối cùng đi nào. Không, không, ở đây không có câu nào gọi là bắt kịp ai nhá. Ở đây không có bắt kịp. Ở đây chỉ là thoáng nhìn thấy thôi. Đây, đấy. Thoáng nhìn thấy ai đó. Rồi, câu 24 làm nhiều bạn cay cù làm đó. Câu 24 nhiều bạn, đúng rồi, người yêu cũ đi với cả bạn gái, đúng không? Có làm sao đâu. Hôm nào mình cũng thuần đâu có 25 nhá. Phương Thành, Nguyễn Chi, Đào Huyền. Câu 25, các bạn chọn A là sai rồi. Ở đây câu này thì thôi cô sẽ dịch nghĩa nhá. Là
là cô ấy không đề cập gì đến, ở đây cụ thể là cô ấy không đề cập gì đến cái bệnh tình của cô ấy, mà chỉ đề cập đến cái những cái kế hoạch tương lai của cô ấy thôi. Đề cập đến hoặc là nhắc đến việc gì. Đấy, đề cập đến hoặc là nhắc đến việc gì. Cái mention đây thì nó là động từ đấy. Các bạn đều chọn A là statement đúng không? Statement nhưng mà bạn nghĩ là nói. Cái từ statement này có thể hiểu là nói đúng không? Lời nói. Thì nhưng mà mình không chọn cái đấy. Mình sẽ chọn cái phương án C là reference. Reference. Đấy, nó cũng có thể hiểu là đề cập đến nhá. Đề cập đến hoặc là nhắc đến, nói đến, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có cái cụm từ là make no reference to something. Đấy, có nghĩa là không đề cập đến. Đấy, cái này có nghĩa là không đề cập đến hoặc là nhắc đến cái gì. Đấy, không đề cập đến hoặc là nhắc đến hoặc là nói đến cái gì. Đấy, thì câu này là reference nhá. Câu này đáp án là C. Đấy, nhiều bạn, câu này khó đúng không? Nhiều bạn làm sai. See across. Có cái cấu trúc see across không? Cô phải check lại. Đấy, tạ An nó tự bịa ra cái từ see across. Nó chỉ có từ come across thôi đúng không? Rồi câu này sẽ là make no reference đúng không? Dịch lệch luôn rồi đúng không? Câu này không dịch một cái là bắt đầu thấy làm sai. Quay xe luôn. Quay xe luôn. Câu này là C nhá, reference. Đấy, câu này là C, reference. Lại B luôn. Mention nó là động từ thì mình không thể chọn động từ được đúng không? Ở đây là no thì phải đi với cả một danh từ đằng sau. Đấy, cho nên là câu này phải dùng danh từ, ở đây là reference nhá. Phải là một danh từ reference, được chưa? Một phương án không bao giờ nghĩ tới. Quay xe lại trúng ổ gà luôn. Sau đó thì phải quay lại lần nữa thì mới chọn đáp án đúng được. Ok, quay xe kiểu quay kiểu đấy là chết rồi, đúng không? Ok, xong rồi, hôm nay chúng ta 25 câu thôi. Đấy, may mà cuối cùng vẫn có thể hoàn thành được 25 câu, mạng gọi là bị đơ một tí thôi. Ok, bye bye các em, chúc ngủ ngon, ngày mai khai giảng đúng không? Đấy, bây giờ đi ngủ sớm, ngày mai khai giảng mặc đồng phục đúng phèo cho nó, nhìn nó đẹp đẽ gọn gàng. Em xin lỗi tất cả quý vị em nhung. Không hát được, không hát được. Chẳng, bây giờ không có cảm hứng để hát, phải có nhạc nhẽo mới hát. Thôi rồi, để hôm nào cô mua lấy mic về cô hát cho nhé. Bye bye các em, ngủ ngon đi, xong rồi ngày mai đi khai giảng nhé. Chúc các em một năm mới, một năm học mới. Đấy, một năm học mới đầy hiệu quả, đầy gọi là một năm học mới như nào nhỉ? Gọi là một năm học mới đạt kết quả tốt. Đấy, một năm học mới đạt kết quả tốt nhé. Ok, chúc các bé ngủ ngon. Bye bye, good night. Night night. Good night, sleep well. Ngủ ngon nhé. Bye bye các em.